Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, chỉ vài giờ ngay sau khi Đức và Mỹ đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu hạng nặng cho nước này. Trong bài phát biểu trực tuyến ngày 25 tháng 1, ông Zelensky cảm ơn những người đồng cấp Mỹ và Đức đã quyết định cung cấp xe tăng, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu bổ sung vũ khí của Ukraine. Ông nói, việc cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa là điều quan trọng, chúng ta cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực pháo binh. Ukraine cũng cần thêm máy bay chiến đấu. Tốc độ và khối lượng vũ khí mà phương Tây chuyển giao là chìa khóa cho các hoạt động của Ukraine. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mykhail Podolyak, bày tỏ hy vọng những quốc gia ủng hộ Ukraine sẽ cung cấp tên lửa tầm xa trong khuôn khổ quá trình đàm phán về việc chuyển giao vũ khí tiếp theo cho Kiev. Ông này nói, ngay bây giờ chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong quan điểm của giới tinh hoa chính trị ở các nước châu Âu. Họ hiểu rằng chúng tôi cần rất nhiều trang thiết bị, trong đó có cả xe bọc thép. Sắp tới chắc chắn chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận về tên lửa tầm xa. Chỉ những tên lửa này mới có khả năng phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga. Telegraph trích dẫn một số nguồn thạo tin cho biết chính phủ Anh không loại trừ khả năng cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa, nhưng hiện giờ họ không có kế hoạch đó. Trước đây, Washington đã từ chối yêu cầu của Ukraine về tên lửa đất đối đất ATACMS có tầm bắn khoảng 305 km và vẫn chưa rõ liệu họ có thay đổi lập trường hay không. Nga đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và cản trở các cuộc đàm phán. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích quyết định cung cấp xe tăng của phương Tây là hành động khiêu khích, cảnh báo rằng những xe tăng này sẽ bị Nga phá hủy. Ngay sau khi Mỹ và Đức thông báo sẽ cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine, Nga đã có những phản ứng trên chiến trường. Cụ thể, lực lượng Nga đã phát động các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ngày 26 tháng 1, dẫn lời Thống đốc khu vực Mykolaiv cho biết, các tên lửa được phóng trong lãnh thổ của Ukraine bao gồm hai tên lửa bay về phía Tây Bắc qua khu vực Mykolaiv. Theo giới chức Kiev, các máy bay chiến đấu của Nga đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào Ukraine trong giờ cao điểm ngày 26 tháng 1. Còi báo động vang khắp trên lãnh thổ Ukraine. Ở thủ đô Kiev, người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Một phóng viên của Reuters có mặt tại hiện trường tường thuật cho biết, tên lửa bay ở tầm rất thấp cách thủ đô Kiev khoảng 30 km. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat nói trên kênh truyền hình quốc gia, có tới 6 máy bay chiến đấu Tu-95 cất cánh từ vùng Murmansk và phóng hơn 30 tên lửa tới nhiều khu vực khác nhau. Các tên lửa dường như chủ yếu nhắm vào miền trung Ukraine, hệ thống phòng không đang hoạt động. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yamak cho biết những tên lửa đầu tiên của Nga đã bị bắn hạ. Tối ngày 25, quân đội Ukraine thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái do Nga triển khai. Ít nhất 15 máy bay không người lái bị bắn rơi quanh thủ đô Kiev nhưng không có báo cáo về thiệt hại. Ditek, nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho hay họ đang cắt điện khẩn cấp ở thủ đô Kiev và các khu vực xung quanh, ở Odessa và Dnipropetrovsk, do có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Các nhà sản xuất điện khác cũng đang cắt điện khẩn cấp tại các khu vực khác nhau của Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.